Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa ngày 16 tháng 9 của Ghiền Bóng Đá TV. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Cầu thủ Paris Saint-Germain đứng nhìn Messi rời bóng. Haaland vượt xa Ronaldo và Messi ở tuổi 21. Antonio Conte sẵn sàng thay thế Solskjaer. Bruno hoàn tất thỏa thuận hưởng lương cực khủng tại Manchester United. Vợ chồng Công Vinh sẽ sao kê vào ngày mai 17 tháng 9. Trước khi đến với những nội dung chính, hãy dành một giây đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Dàn cầu thủ Paris Saint-Germain thi đấu hời hợt khi Lionel Messi đang nỗ lực giữ bóng để tổ chức một pha tấn công trong trận hòa 1-1 với Club Brugge ở bảng A Champions League rạng sáng ngày 16 tháng 9. Tình huống diễn ra ở hiệp 2 khi Lionel Messi nhận đường truyền của Leandro Paredes. Siêu sao sinh năm 1987 bị một cầu thủ chủ nhà áp sát nhưng vẫn có thể giữ bóng. Empulga cố gắng dây dắt thêm vài nhịp để chờ đồng đội lao lên phối hợp nhưng không thể. Cựu thủ quân Barca đành phải truyền về khi thấy 6 cái bóng áo trắng đang đứng chôn chân ở phía sau. Cầu thủ Paris Saint-Germain thậm chí còn không biết di chuyển để tạo khoảng trống. Những gì họ làm là để bóng cho Messi rồi không di chuyển dù chỉ một inch. Một cổ động viên bức xúc. Đồng quan điểm, nickname Phong bình luận. Đây là lý do Paris Saint-Germain mất chức vô địch Ligue 1 mùa trước. Mối liên kết giữa hàng công và tuyến dưới của họ là không đủ tốt. Hy vọng huấn luyện viên Pochettino có thể sớm cải thiện điều này. Messi đã chơi đầy cố gắng trong màn ra mắt Champions League cùng Paris Saint-Germain. Anh lùi sâu về gần giữa sân để cùng các tiền vệ làm bóng. Siêu sao 34 tuổi tạo ra 3 cơ hội nhưng không đồng đội nào có thể tận dụng. Ngoài ra Messi còn có một lần dứt điểm trúng xa trong hiệp 1. Màn trình diễn cá nhân của Messi là không đủ để giúp Paris Saint-Germain giành 3 điểm. Thậm chí đại diện Ligue 1 còn bị Club Brugge dồn ép trong nửa sau hiệp 1 và phần lớn thời gian hiệp 2. Tài năng của Keylor Navas đã giúp cho đội sân công viên quốc hàng tử giữ lại một điểm trên đất Bỉ. Tiếp tục nổ súng rạng sáng nay, tiền đạo Erling Haaland chứng tỏ anh sinh ra để chơi bóng tại Champions League. Góp một bàn thắng giúp Dortmund hạ gục Beşiktaş, Erling Haaland tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn của mình ở đấu trường C1. Đây đã là pha lập công thứ 21 của anh tại Champions League chỉ sau 17 trận đấu. Để so sánh, 17 trận đầu tiên của Messi tại Champions League chỉ đem về 6 bàn thắng, trong khi Cristiano Ronaldo thời điểm đó vẫn sắm vai một tiền vệ cánh. Người gần nhất đạt thành tích 21 bàn nhanh nhất tại cúp C1 là Ruud van Nistelrooy sau 27 trận, nghĩa là nhiều hơn Haaland 10 trận. Ở giải đấu năm ngoái, chân sút người Na Uy là vua phá lưới với 10 bàn thắng dù Dortmund bị loại từ vòng tứ kết. Tính trên mọi mặt trận khi khoác áo Dortmund, tiền đạo 21 tuổi đạt thành tích ghi 66 bàn thắng trong 66 trận, một con số kinh khủng. Tất nhiên, mục tiêu mà Haaland hướng đến trong cả sự nghiệp sẽ là thành tích ghi bàn tại C1 của hai siêu sao làng túc cầu với Cristiano Ronaldo dẫn đầu với 135 bàn, thứ hai là Leo Messi với 120 bàn. Càng chơi thăng hoa tại Dortmund, Erling Haaland càng khiến các đại gia thèm muốn. Ở mùa hè sang năm, anh sẽ có phí giải phóng hợp đồng 75 triệu euro. Cũng trong trận đấu này, đồng đội của Haaland là Jude Bellingham đã vượt qua Mbappe để trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử 18 tuổi 78 ngày, ghi bàn ở các trận đấu liên tiếp tại Champions League. Tiếp đón AC Milan ở lượt trận thứ nhất bảng B Champions League, Liverpool đánh bại đối thủ Italia với tỷ số 3-2 trước khi bị Ante Rebic và Brahim Diaz xé lưới 2 lần trong vòng 3 phút cuối hiệp 1. Zures được hưởng quả penalty. Tuy nhiên trên chấm 11m, Mohamed Salah đã không đánh bại được thủ môn Mike Maignan. Đây là lần thứ hai tuyển thủ Ai Cập đá hỏng penalty ở 19 lần thực hiện 11m trong sự nghiệp cho Liverpool đến thời điểm này. Trước trận thắng AC Milan rạng sáng nay, Salah từng đá hỏng phạt đền ở trận gặp Huddersfield vào tháng 10 năm 2017. Đá hỏng 11m nhưng Salah đã trục lỗi bằng pha lập công gỡ hòa 2-2 cho Liverpool ở phút thứ 48. Tính cả bàn thắng này, cựu tiền đạo Chelsea và AS Roma đã ghi 14 bàn tại Champions League cho Zurich trên sân Anfield. Như vậy Salah đã cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại cúp C1 Champions League trên sân nhà cho Liverpool do huyền thoại Steven Gerrard 14 bàn nắm giữ nhiều năm qua. Manchester United mở màn Champions League mùa này với thất bại khó nuốt trôi trước Young Boys. Các quyết định của Solskjaer trong trận đấu đã bị chỉ trích nhiều. Và nhìn lại, dù được ủng hộ tối đa trong việc mua sắm, quy đỏ trong tay Solskjaer vẫn chưa thực sự đáng gờm như người ta mong đợi. Manchester United hiện đã thua 7 trong số 11 trận đấu tại Champions League dưới thời Solskjaer và đã có những lời kêu gọi thay thế vị huấn luyện viên người Na Uy. Mới đây, theo nguồn tin từ TalkSport, Antonio Conte đã chuẩn bị sẵn sàng để thay thế Solskjaer nếu như huấn luyện viên của Manchester United bây giờ bị sa thải trong thời gian tới khi thành tích không được cải thiện. Trước đó, Conte đã từng liên kết rất nhiều với hai đội bóng thành London là Arsenal và Tottenham.
Tuy nhiên, Conte đã từ chối vì nghĩ hai đội bóng kia không đủ tham vọng để giành những danh hiệu. Kể từ sau khi chuyển đến Manchester United từ Sporting Lisbon vào tháng 1 năm 2020, Bruno Fernandes đã tỏa sáng rực rỡ và được đánh giá là một trong những bản hợp đồng thành công nhất lịch sử câu lạc bộ. Chính nhờ những đóng góp của Bruno, Quỷ Đỏ ngày càng tiến gần hơn đến việc giành danh hiệu. Theo nguồn tin từ Mirror, quá trình đàm phán giữa hai bên diễn ra khá suôn sẻ bởi Bruno cũng muốn cam kết tương lai dài hạn tại Old Trafford. Dự kiến, anh sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến tận năm 2026 và hưởng mức thu nhập lên đến 250.000 bảng một tuần, cao hơn đáng kể so với khoản lương hiện tại của anh, khoảng 180.000 bảng một tuần, theo Sportchart. Nếu thỏa thuận được ký kết, Bruno sẽ chính thức trở thành cầu thủ có mức thù lao cao thứ 6 tại Manchester United, ngang bằng Edinson Cavani và chỉ xếp sau Paul Pogba, Rafael Varane, Jadon Sancho, De Gea, Cristiano Ronaldo. Khi trở lại Manchester, Ronaldo, bạn gái Georgina Rodriguez và bốn đứa con được nhóm an ninh sắp xếp sinh sống tại một căn biệt thự rộng 23 mẫu Anh trị giá 6 triệu bảng. Tuy nhiên, gia đình Ronaldo đã phải chuyển đi sau chưa đầy một tuần vì lý do an ninh cũng như bởi đàn cừu. Trên thực tế, những ngày đầu gia đình Ronaldo rất thích đồng cỏ quanh nhà và cả đàn cừu. Georgina thậm chí đã đưa rất nhiều ảnh bạn trai và lũ trẻ vui đùa bình yên tại đây lên trang cá nhân Instagram. Tuy nhiên, rốt cuộc những rắc rối lại xuất hiện và khiến mọi thứ không như ý. Nhà Ronaldo quyết định chuyển tới một căn biệt thự khác có 7 phòng ngủ ở Cheshire, nó cách không quá xa chỗ cũ và cho CR7 cảm giác thân thuộc. Căn villa này có một bể bơi, một rạp phim mini, một gara có sức chứa 4 xe. Ngoài ra, nó có hệ thống CCTV hiện đại, cổng điện tử và được tuần tra hàng ngày bởi đội vệ sĩ. Điều quan trọng là căn biệt thự này có những khu vườn giúp che chắn tầm nhìn từ bên ngoài, qua đó đảm bảo được sự riêng tư. Các đại lý bất động sản đánh giá rất cao khu vực này dù nó được định giá chỉ 3 triệu bảng Anh, rẻ hơn căn nhà cũ của Ronaldo tới một nửa. Trước những cáo buộc và đồn đoán trên mạng xã hội về những khuất tất trong việc làm từ thiện, vợ chồng cựu tuyển thủ Công Vinh và Thủy Tiên đã cho biết họ sẽ chứng thực sự trong sạch của mình ngay tại ngân hàng vào ngày mai 17 tháng 9. Trên trang cá nhân, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh cho biết sẽ livestream quá trình sao kê số tiền kêu gọi từ thiện ủng hộ miền Trung hồi năm 2021 vào ngày mai 17 tháng 9 trên fanpage của Thủy Tiên. Cựu danh thủ này chia sẻ: "Thời gian qua cảm ơn mọi người đã dành nhiều quan tâm cho vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên. Đồng thời Công Vinh cũng muốn gửi lời cảm ơn những nhà hảo tâm đã tin tưởng, cùng lời xin lỗi vì ít nhiều khiến mọi người phải phiền lòng. Hiện tại thành phố đã nới lỏng giãn cách tại một số quận, vì vậy Công Vinh sẽ trực tiếp đến ngân hàng sao kê." Công Vinh còn cho biết thêm, thời gian qua những lùm xùm trên mạng xã hội về việc làm từ thiện của Thủy Tiên đã khiến vợ chồng anh rất đau đầu, đồng thời ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống riêng của họ. Vì thế Công Vinh và Thủy Tiên sẽ làm cho ra nhẽ vụ việc này. Sau khi có bằng chứng cụ thể chứng minh sự trong sạch của mình, họ sẽ tiến hành khởi tố những người đã gây ảnh hưởng đến đời sống của họ trong thời gian qua. Tin bóng đá trưa ngày 16 tháng 9 đến đây xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn. Hiền bóng đá, kết nối niềm đam mê thúc cầu.